Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Tập phim Một ngày làm phát minh của anh Bút Chì. Lớp vẽ Bút Chì xin chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau rồi. Hôm nay bạn họa sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ lại cảnh một ngày làm phát minh của anh Bút Chì nha. Các bạn còn nhớ đó là trong tập phim nào không nè? Đó chính là trong tập phim Bản sao phiền toái đó. Anh Bút Chì đã phát minh ra một bản sao giống y hệt mình để giúp đỡ nhà bút, nhưng vô tình lại gây rắc rối to lớn. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Mời các bạn cùng xem tập phim ở trên nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ thôi nào. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ anh Bút Chì nha. Yes! Anh Bút Chì có đầu hơi nhọn, hơi bầu ở phần chân nè. Trên đầu của anh Bút Chì đang quấn một cái khăn, còn tay thì cầm một cái cờ lê. Vì anh Bút Chì rất thích đọc sách trong thời gian rảnh rỗi để tìm tòi thêm kiến thức mới, nên chúng ta sẽ vẽ một dòng sách bên cạnh nha. Kế đến là các lọ thí nghiệm được đặt ngay ngắn trong một cái khay. Anh Bút Chì cất giữ và bảo quản những cái lọ này rất cẩn thận đấy. Nhất là để xa khỏi tầm tay của anh Xanh đó nha. Bình thường anh Bút Chì hay cười vui vẻ, nhưng vì đang bận rộn làm phát minh nên chúng ta sẽ vẽ một anh Bút Chì nghiêm túc nha. Một cái bảng vẽ ở trước mặt của anh Bút Chì nè. Anh Bút Chì cần phải nhìn bảng vẽ thì mới làm phát minh đúng được. Cho nên anh Bút Chì ơi, cố gắng đừng ngủ gục đó nha. Sau cùng chúng ta sẽ vẽ cái bàn để anh Bút Chì để đồ vật lên nha. Wow, xem bạn họa sĩ vẽ cái bàn to ơi là to chưa kìa. Có khi cái bàn này đủ cho anh Đỏ leo lên nằm luôn đó. Ta-da! Vậy là chúng ta đã xong phần vẽ rồi. Bây giờ mình sẽ điểm thêm màu sắc cho bức tranh nhé. Mình sẽ tô anh Bút Chì đầu tiên nha. Anh Bút Chì quấn trên đầu một cái khăn màu đỏ. Nhìn anh Bút Chì giống như các bạn học sinh đang ôn bài để chuẩn bị đi thi cử vậy á. Tiếp đó là tô lông mày, mắt và miệng cho anh Bút Chì nè. Còn phần đỉnh đầu và tay sẽ là màu nâu nha. Vậy là chúng ta đã tô xong anh Bút Chì rồi đó. Nhìn mặt anh Bút Chì quyết tâm chưa kìa. Các bạn có biết tại sao không nè? Gợi ý là đáp án nằm trong tập phim Bản sao phiền toái đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tô các dụng cụ thí nghiệm của anh Bút Chì nha. Cờ lê màu xám, cây búa màu nâu. Chúng ta đừng bỏ sót các lọ thí nghiệm nha. Các bạn có thể chọn những màu sắc mình yêu thích để tô cho những đồ vật trên bàn nhé. Bạn họa sĩ chọn màu xanh dương và màu đỏ để tô các quyển sách.
sẽ tô thêm màu đen để tạo độ dày cho quyển sách nha. Bản vẽ thì có màu nâu nè. Mỗi khi anh Bút Chì có ý tưởng hoặc phát minh gì hay ho sẽ ghi chú vào giấy, nên đây là kho báu của anh Bút Chì đó nha. Sau đó mình sẽ tô cái bàn. Bạn họa sĩ dùng hai màu khác nhau để các bạn nhìn không bị nhàm chán và đơn điệu. Cuối cùng chúng ta sẽ thêm hiệu ứng cho bức tranh nhé. Bạn họa sĩ đang hướng dẫn chúng ta cách vẽ ngôi sao đơn giản đó. Các bạn có thể dùng bút lông đen đồ lại lần nữa để bức tranh rõ nét hơn nha. Tên tên, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Các bạn có thích chủ đề hôm nay của chúng mình không? Hãy để lại comment ở phía dưới để tụi mình biết nha. Và đừng quên nhấn nút subscribe theo dõi kênh của tụi mình nhé. Vẫn còn nhiều chủ đề hấp dẫn đang đợi các bạn khám phá đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.